Sống đúng, sống đẹp. Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020. Đố ai hiểu hết chữ đời? Đố ai hiểu hết chữ đời? Bạn biết đấy, chúng ta có thể tốt nghiệp nhiều trường khác nhau, nhưng có một trường mà không bao giờ ta có thể tốt nghiệp được bao lâu còn sống, đó là trường đời. Đố ai hiểu hết chữ đời? Chúng ta sẽ phải học cả đời để có thể thấu hiểu. Đố ai hiểu hết chữ đời? Sang giàu nghèo khó, chết rồi như nhau. Chết rồi đưa xuống hố sâu, lấp xong là hết, có đâu khác gì. Cho nên chớ có so bì, đừng nên xảo quyệt chỉ vì háo danh. Đừng nên kèn cựa đua tranh, đừng dìm người khác để giành phần hơn. Đói mà đức độ sạch thơm, còn hơn giàu có tối om trong đầu. Phải luôn suy nghĩ trước sau, chớ nên hám lợi quên câu nghĩa tình. Ở đời ai cũng như mình, giàu sang chớ có coi khinh nghèo hèn. Người nghèo chớ có hờn ghen, thấy ai giàu có đừng nên giận hờn. Vô tư mà sống thì hơn, chết rồi thì của đâu chôn cùng người. Cho nên sống ở cuộc đời, đừng nên hám lợi đánh rơi lòng mình. Sống sao cho trọn nghĩa tình, để cho cuộc sống thanh bình thảnh thơi. Cuộc đời rất ngắn ai ơi, sống sao để khỏi người đời cười chê. Cầm ly nước một phút, bạn sẽ thấy mỏi. Cầm ly nước đó trong một giờ, bạn sẽ thấy đau. Cầm ly nước đó suốt cả ngày, có thể bạn sẽ phải đi bệnh viện. Cho nên, bạn chỉ có thể chọn một trong hai. Thứ nhất là uống hết ly nước đó, lựa chọn một. Lựa chọn hai là đổ hết ly nước đó đi. Một trong hai, bạn lựa chọn. Nỗi buồn cũng vậy, giữ càng lâu bạn sẽ càng khổ. Hãy giải quyết nó hoặc gạt hẳn nó sang một bên. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Một là giải quyết, hai là gạt hẳn sang một bên. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Vì càng giữ lâu nỗi buồn, bạn sẽ càng đau khổ mà thôi. Sống nên sống giản dị, phức tạp mà làm gì? Ăn thì có sao ăn vậy, mặc không quá cầu kỳ, đi bình tĩnh thong thả, nói chững chạc ít lời, làm đều đều chăm chỉ, chừa thời gian nghỉ ngơi. Sống chậm và giản dị, đó là cách sống của người khôn. Nó thực sự rất tốt cho thể xác lẫn tâm hồn. Tôi nhịn không phải vì tôi hiền, mà là bạn chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi. Tôi nhịn không phải vì tôi hiền, mà là bạn chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi. Cầm cái đĩa ném xuống đất đi. Rồi, nó có vỡ không? Có. Giờ thì xin lỗi nó đi. Xin lỗi. Nó có trở lại như trước được không? Không. Vậy đó, đừng làm sai rồi lại xin lỗi, làm sai rồi lại xin lỗi. Có những thứ mất đi không thể lấy lại được, trong đó quan trọng nhất
là lòng tin. Mất đi khó mà lấy lại được lắm. Hãy cố gắng để không bao giờ phải xin lỗi. Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe thấy, vì luôn có ba góc nhìn trong tất cả mọi chuyện. Góc nhìn của bạn, góc nhìn của người ta và góc nhìn của sự thật. Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau. Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai? Trên đời này, có người đàn ông hoàn hảo không? Dĩ nhiên là không. Cũng giống như không có người phụ nữ nào hoàn hảo cả. Phàm là con người thì sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Chấp nhận một người không phải xem người đó có bao nhiêu ưu điểm, mà phải hỏi bản thân mình thật sự cần gì. Khi bạn muốn, cho dù có khuyết điểm cũng không sao. Bạn mà không cần, cho dù có cả trăm ưu điểm thì cũng vô dụng mà thôi. Cho nên, tìm bạn đời không phải tìm người tốt nhất, mà là tìm người phù hợp nhất. Bạn có thể lách tất cả các loại luật, nhưng chắc chắn không thể lách được luật nhân quả. Gieo gió ắt gặt bão, gieo gì sẽ gặt nấy. Thương chị em và các bạn trẻ thân mến, đố ai hiểu hết chữ đời. Chúng ta có thể tốt nghiệp nhiều trường khác nhau, có người 2-3 bằng đại học, có người 2-3 bằng tiến sĩ, đại học Việt Nam, đại học Mỹ, đại học Anh, đại học Pháp, đủ thứ hết. Nhưng có một cái trường học mà ta không bao giờ có thể tốt nghiệp được bao lâu ta còn sống, đó là trường đời. Cả cuộc đời mình để học, để hiểu cho hết chữ đời. Chúa Giêsu xuống thế làm người, cũng chấp nhận thân phận của con người, cũng chấp nhận những giới hạn của con người, cũng phải học ăn, học nói, học gói, học mở trong thân phận của con người. Vì Kinh Thánh nói, phận là một vì Thiên Chúa, Ngài không giành lấy cho mình địa vị làm con Thiên Chúa, mà chút hết tất cả vinh quang ấy, chút hết tất cả vinh quang của một vị Thiên Chúa, mà xuống thế mặc lấy thân phận của con người, sống như một người trần, như một kẻ tội đồ, chấp nhận mọi giới hạn mong manh của con người, chấp nhận sinh ra trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, chấp nhận là một em bé trong tay mẹ hiền, chấp nhận bám lấy đôi tay của cha nuôi Giuse, học ăn, học nói, học làm người suốt 30 năm trời, rồi mới đi ra thi hành sứ mạng của một con Thiên Chúa, thực hiện ý của cha trên trời chỉ có 3 năm mà thôi. Cho nên không ai tự mãn tự hào rằng ta biết hết mọi sự. Không ai dám vỗ ngực xưng tên là mình có đầy đủ mọi kinh nghiệm. Người ta bảo chẳng có cái dạy nào bằng như cái dạy nào cả. Và kinh nghiệm mỗi người phải tự học lấy, phải tự đóng học phí. Không ai đóng thay cho mình được, không ai rút kinh nghiệm, chịu lấy bài học kinh nghiệm cho mình được. Tự mình phải học và trả học phí bằng chính cuộc đời của mình. Buồn, đau, thất bại, đủ mọi thứ, trăm triệu thử thách như Chúa Giêsu, chịu trăm triệu thử thách, vâng lời, học vâng lời, cho đến chết và chết trên thập giá. Bài học làm người
của Chúa Giêsu, bài học khó nhất phải trả giá bằng chính mạng sống của mình là bài học vâng ý Cha. Ta đến để làm theo ý Cha, của ăn của ta là ý của Cha. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ, có được sự khôn ngoan, sáng suốt như Chúa nói, khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như bồ câu, để hiểu được mình, hiểu được người, hiểu được cuộc đời trong ánh sáng của lòng Chúa thương xót. Trong ánh sáng của lòng Chúa thương xót, ta mới có thể học được những bài học thương xót. Thương xót mình, thương xót người, và bài học biết xót thương nhau như Chúa xót thương ta. Muốn thế, cần phải có những giây phút thinh lặng để nghiền ngẫm như mẹ Maria. Thinh lặng, suy đi, nghĩ lại trong lòng như Chúa Giêsu, để cả đêm cầu nguyện với Cha. Học bài học làm người, học bài học ở trường đời trong lặng thinh, giữa cuộc đời đầy ồn ào náo nhiệt này. Lạy Chúa, cuộc sống con vẫn ồn ào náo nhiệt, con vẫn bị mê hoặc bởi cái tôi, với những sục sôi nhiều ham muốn. Con cần trở về trong thinh lặng để sống với Chúa trong yên bình, để thấy rõ chính mình trong yên tĩnh. Thiếu thinh lặng để gặp Chúa, tâm hồn con sẽ bồn chồn manh động và bung sung theo những thói thị phi. Thiếu thinh lặng để nghe Chúa, con sẽ bị quấn theo phù du thế tục, cũng ham mê những điều phàm tục. Thiếu trầm lặng để sống thuộc về Chúa, con sẽ sống như bao người đang sống, dễ vong thân xa lạc với chính mình. Thiếu tĩnh lặng để kín múc thần lực, con sẽ như muối không còn mặn, như men không còn nồng, như hạt giống vẫn trơ trơ. Thiếu bình lặng để quy hướng về Chúa, con sẽ luôn hối hả và đon đả, lo chạy tìm những cái trong thiên hạ, cứ ngỡ là vinh hoa, ai ngờ bả phù hoa. Xin cho con biết quý chuộng thinh lặng là sự đều đặn mỗi ngày kể bên Chúa, để con học bài học làm người, học bài học từ trong trường đời, dưới ánh sáng lòng Chúa xót thương. Amen. Con cứ ngỡ sao Chúa bỏ con, nhưng thực ra Chúa đang đồng hành với con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ mà thôi, Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mọi
con sương vui hay khi sầu tê tái, Chúa luôn đồng hành.